quá ngon, quá ngon. Chuẩn bị nè, chút nữa cái đoạn mà cắt heo ra ăn tại chỗ là mới là hấp dẫn. Đã, nhìn quá đỉnh chưa. Trời ơi, bò ho. Chiêu gì đấy, bắt đầu giữa trước hả? Wow, cũng có chưởng. Đâu không có live stream, này quay nguội đó. Vậy nó ngon à. Vậy nó giòn quá đã, quá đã. Không, không ngon, không ăn tiền luôn rồi. Đây, xin giới thiệu quý vị và các bạn là heo rừng quay lá mắt mặt. Hình thức ăn là hoàn toàn thiên nhiên. Theo phong cách miền Bắc. Ăn tới đâu tùng sổ tới đó. Heo này đặc sản của tỉnh nào, món này gia vị đặc sản của tỉnh nào anh? Nó nếu như nguồn gốc của nó là của Lạng Sơn. Tuy nhiên này, Lạng Sơn là, là nó khác ở Lạng Sơn là chỗ là thứ nhất nó là heo rừng lai. Thứ heo hai là không lai. Sử dụng những cái vị thuốc bắc giống như là heo quay Lạng Sơn. Không sử dụng những cái chất tạo màu hay là những cái phụ gia mà tạo độ thơm ngon, độ ngọt. Nó ngon là ngon từ chất lượng của con heo, nguồn gốc của con heo, con là heo rừng lai và chăn nuôi chăn thả. Để nguyên cái gia vị của người Lạng Sơn hay là có chế biến cho nó phù hợp với lại cái khẩu vị của người miền Nam không? Không, có nghĩa là khẩu vị thì em làm cái khẩu vị chung của người Nam hay người Bắc thì ăn tổng hợp với cái khẩu vị mà em từng làm, bởi vì nó là thiên nhiên. Hạn chế tối đa cái gia vị, hạn chế tối đa những cái phụ gia để tạo đồ thơm ngon ấy. Thế là dùng cái heo ta mới dùng cho cái kiểu của Lạng Sơn thôi. Còn đây là một phần của Lạng Sơn thôi chứ không phải là toàn là quay theo kiểu Lạng Sơn. Cũng có là quay theo kiểu Lạng Sơn là sử dụng rất là nhiều những thuốc bắc, gọi là sử dụng rất là nhiều phụ gia để tăng cường độ thơm ngon. Còn đây là heo ngon là ngon từ chất lượng của con heo, nguồn gốc của con heo. Heo này là nuôi là hoàn toàn, tuy là heo rừng lai nhưng mà nuôi hoàn toàn là thức ăn tự nhiên, thấy không? Nuôi hoàn toàn tự nhiên, ăn rau củ không. Nói cách khác phải nói là khống chế độ lớn, không phải như cái heo ta là nuôi vỗ cho nó lớn màu, heo này là nuôi cho nó lớn, con rau củ không lớn rồi. Để mà là được một con heo như này là gần một năm rồi. Còn một năm hả? Con này bao nhiêu ký anh? Bao nhiêu ký? 27 ký con này, 27 ký hơi. 27 ký hơi. Vậy làm ra chắc cũng còn khoảng được 15 ký ha. 14. Đúng rồi, tầm cỡ đó. 15 ký. 15, 16 ký đó. Rồi chút nữa là bài tiệc là chúng ta sắc tới đâu ăn tới đó hả? Hay là mình hạ xuống? Vẫn phải còn có 16, 17 ký. Trên 16 kg chứ không có dưới 16 kg. Chút rồi chúng hạ nguyên con là chúng ta chặt ra hay là không, không chặt mà ăn tùng xẻo. À tùng xẻo hả? Không dùng dao thớt. Dạ dạ. Kéo cắt hết con heo. Rồi, tùng xẻo chút nữa ghi cảnh tùng xẻo. Xin hỏi anh nữa là cái bây giờ bật mí miếng gia vị được không? Gia vị thì rất hết sức đơn thuần. Có điều là do mình điều tiết cái cho nó phù hợp cái cho nó vừa vặn thôi. Chứ còn chỉ có gia vị rất là đơn thuần, muối bột ngọt bột nêm thôi. Chứ không có sử dụng cái gì khác. Lá mắt mặt. Lá mắt mặt ở trong. Đúng rồi, trong nó có lá mắt mặt. Chứ không sử dụng những cái vị thuốc bắc. Anh đã quay bao lâu rồi? Bao lâu rồi mới được con heo như thế này? Con này là mình quay trong cái thời gian chỉ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Là chín rồi, không tới 1 tiếng rưỡi đâu. Nhưng mà để cho thoải mái thì gọi là 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên thì là muốn ăn ngon nhất có thể là anh em phải căn cái giờ ăn thì nó chuẩn hơn ấy, thì là nó ngon nhất có thể. Bởi vì là cái hình thức ăn thiên nhiên này là mình quay là luôn luôn là phải quay đều. Nếu như mà ăn muộn quá thì là cái quay miếng này nó sẽ bị khô, nó giảm bớt cái độ ngọt. Nếu mà đưa cao lên ấy, thì nó lại mất cái độ nóng, nó giảm nhiệt mất. Đấy, thì mình phải chấp nhận lựa chọn một là mất nóng, hai là mất đi cái độ ngọt. Mình muốn ngon nhất là ăn chuẩn cái giờ mà em bây giờ chỉ tiêu là từ lúc quay đến lúc ăn là gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ ăn. Nhưng hôm nay con này là quay này là lố cả gần tiếng. Dạ, giờ gì là đang chờ ra là ăn rồi. Thời điểm này là ăn được rồi phải không anh? Thời điểm này là ăn rồi. Dạ, thời điểm này là ăn được. Lúc ăn đến là mình sẽ làm hoàn thiện hơn nữa, làm cho nó giòn hơn nữa. Lúc chưa ăn thì mình chưa làm giòn ngay. Đây là mới đạt tương đối thôi, khi ăn bắt đầu mới làm hoàn thiện. Ra ăn với lại rau cái gì anh? Cái này là mình ăn thêm với một số cái rau thơm, có cái lòng của nó nữa.
số cái rau thơm bình thường nữa, hoặc là rau cải chua, bánh mì, đấy là mấy thứ mình có thể ăn kèm, hoặc là làm nồi cháo. Rồi, cảm ơn anh. Rồi chúng ta chờ trong giây lát sẽ thấy cái cảnh bài tiệc đứng rồi ăn tùng xẻo, thấy heo ăn tùng xẻo. Đây là hũ nước chấm của ảnh. Giới thiệu nước chấm đây là muối, muối ớt xanh. Đó, chế biến cũng cái vị nó sao ta? Nó có ngọt lắm không hay là nó không có? Không, có nghĩa là nó cũng là một cái công thức độc quyền của mình, tạo ra không có giống ai hết, cũng hết sức đơn thuần. Ăn thua là do cái tỷ lệ mình pha chế với nhau. Vậy là muối rồi gì nữa? Trong đó chỉ có mấy ớt, là muối, đường, bột ngọt, chanh, ớt, lá mắt mật. Chia sẻ luôn cho mọi người, không có giấu giếm. Dạ, yeah, ok. Nó khác biệt là cái tỷ lệ mình đong đếm làm sao cho nó phù hợp. Chút nữa trải nghiệm mình, em sẽ thử cái vị xem nó như thế nào, có như thế nào mình chia sẻ như thế đó ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay, hấp dẫn nhất ngày hôm nay nè. Rồi. Rồi, kiên nhẫn chút xíu. Bắt đầu tùng xẻo, bỏ vào hai cái nia. Đây, hai cái sàn nha vậy, hai cái sàn. Đây, coi cái cái mẹt. Cái công đoạn này coi như là quan trọng nhất, là hấp dẫn nhất ngày hôm nay. Heo rừng tùng xẻo. Đấy. Bắt đầu giữa trước hả? Wow. Cũng với chưởng. Đâu không có lai chim, này quay nguội. Đó. Vậy nó mới ngon nè. Vậy nó quá đã, quá đã. Không không ngon không ăn tiền luôn rồi. Bây giờ tiếp tục là gì? Lấy lá ra. Lấy lá mật mật ra. Wow. Lấy lá mật mật ra. Thì là nãy giờ mổ bụng lấy lá mật mật ra. Wow, hấp dẫn quá. Lá mắc mặt bỏ dưới anh. Rồi. Công đoạn xẻ heo. Xẻ heo cái bụng trước. Wow, đây là. Đấy, quá đỉnh, quá đỉnh. Đây, bắt đầu sắc ha. Có cái hoàn toàn có phần cháu hết. Kinh khủng, kinh khủng. Muốn ngon là bốc tay số thử miếng luôn à. Đấy. Mình thử cái da đi, chắc một miếng da thử coi. Bốc cả luôn. À, cả luôn ha. Ừ, không cả. À, nhà da nè, thử nha. Rồi. Không ngon không tính đẹp. Nghe tiếng là biết giòn hay không nữa không? Ừ, giòn anh. Nghe tiếng là không giòn. Giòn giòn. Không hấp dẫn thiệt. Giờ tới miếng thịt nè. Đây là miếng thịt nè. Đó. Thịt muốn ngon lấy nước chấm, nước chấm mà hú ra đây ra, lấy một chén ở đây chấm là được rồi luôn. Miếng thịt nè, có mỡ nè. Chút nữa sẽ trải nghiệm cái nước chấm. Ngay luôn cái sườn non luôn. Cái vị nó rất mặt mềm
thơm. Cái vị nó gọi sao ta, khó tả. Ở trong này á, người ta ít ăn heo quay lá mất mật á. Hoặc là có quay nguyên con, quay mắt mặt như thế này cũng là heo ta quay, nhưng mà không có ăn cái kiểu mà cùng sở như thế này. Mang đến lò quay, quay xong mang về nhà tự xử. Chặt ra, nhưng khi ăn thì nó nguội mất đồ, nó không còn đặt. Nóng hay vàng. Ăn tại chỗ này là còn nóng. Tuyệt đỉnh. Bây giờ thử một miếng có da, có nạc, có gân luôn nè. Thấy không? Này, có da, có nạc, có gân, có da, có nạc, rồi có cái gì? Có cái sườn non luôn nè, ha, có da, có mỡ, có sườn non. Miếng giòn. Nhai tới cái da là nó giòn. Lợi hại. Đúng là ẩm thực miền Bắc. Ăn nó gọi là nó thuần túy, thiên nhiên hơn. Mang vào ăn trước đó. Dạ dạ. Thuần túy, thiên nhiên hơn. Để về trồng xẻo tới chỗ nào ăn chỗ đó. Chúng ta trồng xẻo nãy giờ mới được cái bụng mà. Thấy giờ mới được cái bụng rồi. Đấy. Để em đem vào. Ha. Rồi em mới đem vào. Rồi rồi nóng để đem vào nóng. Rồi vô luôn tuyệt đứng nha. Đâu này để đâu mấy anh chị? À bên kia hả? Đây ưu tiên cho mấy anh ha. Đúng rồi. Ưu tiên cho mấy anh đây. Đó trời ơi. Vô. Đó anh em mình vô ly coi. Ngon nghe gấp đi. Dạ. Ngon nóng ơi anh, nóng. Làm nóng đi. Làm nóng đi, bóc đi. Bóc đi thương. Bóc đi. Nóng. À mày chấm cái muối tiêu xanh á, ủa cái muối tiêu muối ớt xanh á, thử xem. Bảy chấm muối ớt xanh nè. Đầu của trời khó. Đây nè ông. Muối ớt xanh nè mới đúng bài nè. Đó rồi. Chấm muối ớt xanh nè. Vô ơi. Chấm chưa? Đó tao chấm rồi, chưa chấm muối ớt thôi. Vô. Vô. Vô hết. Vô. Nếu mày đi rồi kia hai mày điện heo luôn chứ. Thôi đem giục gút chuối luôn cho rồi đi. Đúng bài giờ ăn cảm nhận nè. Nóng vậy nè ăn nè. Ăn là cảm nhận cái muối tiêu nè. Đó chấm lúc. Ăn cảm nhận thử coi. Cái muối tiêu xanh đó. Kẹp luôn heo. Đó nha tới đâu cũng giòn đó. Nha tới cái da cũng giòn. Đúng rồi. Nóng rồi đúng không? Cái vị nó chua, nó không quá ngọt, mà nó thanh, kết hợp với ăn cái lá mất mật, nó có vị riêng của lá mất mật khó tả lắm. Ăn mà nó không khéo nước bọt nó bắn ra luôn. Lon hả? Nước chấm. Hôm nay bạn phụ nữ con heo vẫn tiếp tục tùng thẻo tới đâu ăn tới đó thấy không anh. Rồi làm cái lưng nè, trời cái thịt lưng nè, tùng thẻo tới đâu ăn tới đó. Phát nãy giờ ăn gì vậy? Phát da với thịt rồi. Thôi khoan cái da nè, à, đã heo này không có mỡ, ít mỡ ít mỡ, ít mỡ. Đấy. Chơi nó có vẻ là nó gì, nó tự nhiên, nó thiên nhiên hơn nhiều hơn ha. Cái vị nó cũng thiên nhiên mà ăn nó cũng thiên nhiên luôn, mà ăn nó cũng tự nhiên luôn. Rồi coi qua đã. Nó ít gia vị không hay quay trong này ha. Cảm nhận là cái mùi heo á nó thơm tự nhiên. Nó ít cái màu nữa, nó lên màu nó tươi chứ không phải là nó giống cái phẩm màu quét lên nhiều.
hả? Cái gì vậy, bạn có cơ hội. Ủa mà cái này anh làm ở đâu anh? Anh cái này là dịch vụ của anh làm tay trái thôi. À, là tay trái thôi. Có nghĩa là khi có đặt hàng thì làm. À, thì như kiểu gia truyền thôi, chứ không phải là cái người cơm gạo của anh mà ngon khủng khiếp ha. Đó, bữa nay rất hân hạnh được sự phục vụ của anh. Qua đỉnh, qua đỉnh. Đây là qua đỉnh. À, cảm ơn mọi người chia sẻ đến đây là kết thúc chúng ta. Chung vui vào cuối tuần, chung là cuộc sống mà. Thì có lúc về lúc khác, có lúc dịch bệnh khó khăn, rồi có lúc những lúc chúng ta làm được chúng ta hưởng thụ một chút xíu thôi rồi chúng ta chia sẻ, thấy không? Sống cống hiến và chia sẻ chứ không phải là khoe mẽ ha. Chia sẻ chứ không phải khoe mẽ.